bên này có cây okay này nhảy rất là phê. Mấy bạn gái này nhảy đi. Mấy anh em ở đâu đấy? Em ở Tân Sơn đấy ạ. Tân Sơn à? Lúc nào Tân Sơn đấy? Kim Kiếm Thượng. À, Kim Thượng à? Mình đi qua đấy, mình ở Khả Kiều cơ. Khả Kiều à? À, Khả Kiều. Ô, làm mơ bỏ mát hơn người. Ô, lấy đồ ăn chưa? Ô, lấy mấy quả ấy, bim bim. Bim ăn tàu không ấy, cái nào? Cô ạ. Mời uống đi anh. Uống đi tầm sơ. Đưa sang Khả Kiều có em không có. Mấy giờ này nó làm tiền lắm này. Coi nhanh như nào là đăng ký rồi. Định vlog. Thằng yêu cân nhầm cân nhầm thôi. YouTube. Định vlog. À, hai chị em à. Đây đây. Tự tin đấy cơ à. Nhất trí. Này, mấy bạn không nghe lại nhỉ? Rồi. Đấy, nhưng mà nó gần mà. Có xa đâu. Em biết ở xa thôi. Không. Có. Tịnh vlog. Tịnh vlog. Đúng không? Ôi ơi, mấy thanh niên này sợ nước này, không dám tắm này. Ôi. À, ok ok, uống đi uống đi. Anh em tôi là lên đồi lên núi là ăn hải sản được chưa? Lạnh quá. Ai đi đấy? Cười tao nhỏ quá à cô ạ. Thank you.
Đây các bạn, bây giờ là mấy giờ chiều rồi, khá là lạnh. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngon đấy. Em chưa làm, các bạn ở kia họ làm hết. Cách khoảng 200m nữa là đến cổng vườn quốc gia các bạn. Đây các bạn, chỗ này cổng chào nó đi. Cổng vườn quốc gia này là số 2 chưa? Bảo tàng là số 3. Hồ sinh thái là số 1. Mẹ ở đoạn dưới kia các bạn. Đấy, có những bản cỏi này, bản lấp này, bản dù này, bản lạng các bạn. Tí nữa mình sẽ vào bản lạng trước, xong quay ra vào bản dù các bạn. Đấy, đây là bản đồ của khu này, vườn quốc gia đấy. Nhưng mà được quay em đắng. Sao đó không? Anh đẹp trai phong độ. Anh lên lâu chưa? Anh ngồi chỗ ngoài nhà Điến kia một lúc rồi. Nhà Điến ngoài kia kìa. Có ngã ba ngoài kia. Có lên TV không? Đây, đây. Lên TV thật à? Anh Điến tắm chưa? Chưa. Đi tắm đi. Đi tắm xong. Đi ra em. Hả? Đi ra làm cốc rượu đã. À, cái nhà gì đang nhảy đập tính trong này à? Xong rồi. Xong rồi à? Đù nhanh thế à? Xem một đường bác. Gà quay ngon quá cô. Bao tiền con cô? 220 một con. Cô nói vậy mà hút thuốc à? Xin bắt điện thuốc à? Cô. Đường bác. Ở đây ngồi thì thoải mái đi rồi. Cua núi à? Cua đá. Cua trên giỏ này vậy. Không. Cua chín đấy, cua sống đấy. Cua tưởng cua chín. 100.000 một giỏ. 100.000. Chắc cho cua vậy không nghệ. Không chưa, đừng đợi bạn chị ạ. Phải thả ra mới chút được chứ. Tóc cũng 100, cua cũng 100. Cô như vậy, cô thật thế kia, cô điện tử chết đấy. Công làm này, công làm. Rất là nặng. Đây là bài tập.
Thấy chú đi đằng đấy mà. Thôi đến đây đó. Ba tiền một cái ấy, 80.000. Này trong này rẻ hơn đấy. Mày. Bên này nó đông hơn kia. Thank you.
Thank you.
đấy, nhưng mà không cố bơi đấy, đây không có bơi vào đấy là nào, nếu không bơi vào đấy á. Chú gì mà chú? Anh thôi. À. Rồi, chả biết ai gọi sang này. Gọi sang phải quay chứ. Chả mấy gì mà chả. Cháu ở đâu? Như em ở đâu? Điều. Không tin được. Vừa. Lấy chồng đấy à? Chỗ nào Việt Trì? Thanh Đình. Thanh Đình nhá. Cái mà làng ở Thanh Đình gần nghe có. Ở gần quán nào? Khu 4 à? Khu 4. Ngày trước cũng làm đấy rồi. Thanh Đình thì lạ gì? Ở đấy làm công ty nào không? Ôi, xinh thế này chả quay. Mấy thanh niên không tắm à? À, đôi này hình như Jin đúng không? Có ai làm Jin không? Kia sao có một thanh niên mặc áo Jin kìa? Đấy là ai biết chứ? À, không biết à? Tưởng rằng bọn. Rất là lạnh các bạn. 18 con. 5 phút rồi. Vừa lên bờ run cầm cặp rồi. Nhìn mấy thanh niên kìa. Run lấy bẩy. Đây trên này thì nước nó sạch hơn các bạn. Đây trong vắt. Ở đoạn dưới kia thì đục quá. Thank you.
kho cả gân và tận xương luôn à. Về nuôi được gì nhỉ? Điều đấy không có chết. Về chú nuôi để cho nước cá chứ mà. Còn chết đây là nước để sông nhiệt. Khả năng là con. Con chưa? Rêu ở nhà chỉ chờ nó nước nó buốt và nó chết rồi. Rêu này nó sao nó chết rồi.